thưa toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đối tác và các đồng nghiệp của công ty cổ phần Lâm Nghiệp Việt Nam. Lời đầu tiên, cho tôi gửi đến các quý vị lời chào và lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty cổ phần Lâm Nghiệp Việt Nam. Trong suốt 10 năm qua, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng và đối tác các cái giải pháp tuyển dụng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhất có thể. Chúng tôi luôn tự hào là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu lao động tại Việt Nam. Trong những năm qua, chúng tôi đã đưa hàng ngàn lao động Việt Nam đi làm việc cho các đối tác quốc tế trên toàn thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của họ và đóng góp sự phát triển kinh tế của địa phương và đất nước. Chúng tôi biết rằng sự thành công của mình không thể đạt được nếu thiếu đi sự đồng hành của phía khách hàng, đối tác và các đồng nghiệp và những cộng sự trong suốt thời gian qua. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Với phương châm tinh thần trách nhiệm, đạo đức kinh doanh, chất lượng dịch vụ, chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực phát triển để mang đến cho quý vị, những khách hàng, giải pháp tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhất, đồng thời đóng góp tích cực nhất vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty cổ phần Lâm Nghiệp Việt Nam, và hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác phát triển cùng nhau trong tương lai. Chúc tất cả quý vị đến dự buổi tiệc ngày hôm nay sức khỏe, sự thành công, hạnh phúc. Chúc mọi người buổi tối thật sự vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn.